rất vui được gặp lại quý hàng chúng ta trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố được thiết kế theo một cách Cityland kiến trúc Pháp năm 2018, nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực công viên làng hoa. Và đây là khu vực mặt tiền mà ngoài căn nhà hôm nay nhà đất Hùng muốn gửi đến quý hàng này. Căn nhà chúng ta là một căn nhà có diện tích là ngang 4m và độ dài là 16m và cũng có một trệt, một lửng, ba lầu, rất là gần với công viên làng hoa, cách công viên làng hoa khoảng chừng 200m thôi. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện và mình sẽ quay lên khu vực mặt tiền mình nữa cho mọi người cùng nhìn này. Ngang 4m, dài 16m và cũng có một trệt, một lửng, ba lầu. Nhà chúng ta thiết kế bố trí rất đẹp với nội thất cực kỳ cao cấp. Và con nhà chúng ta nằm trong một con hẻm, là một con hẻm thông nha quý hàng ơi. Con hẻm chúng ta là một con hẻm thông 6m thông. Xe hơi xe tải ra vào rất là thoải mái luôn. Và cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Thọ khoảng chừng 50m thôi, rất là thuận tiện gia đình mình mua làm văn phòng công ty. Và mình sẽ chiếu lên khu vực mặt tiền một lần nữa này. Ngang 4m và độ dài là 16m nha. Hướng là hướng đông nam, phù hợp với những ai hợp phong thủy là đông tứ trạch. Và mình sẽ di chuyển vào phía bên trong này. Thì phía trước đây thì chúng ta sẽ có một khoảng vỉa hè phía ngoài được lót đá. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt phía ngoài được làm bằng sắt, là lớp cửa cổng của căn nhà mình. Và bước vào phía trong đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân chúng ta 2m đậu xe gắn máy. Và phía trên này thì chúng ta được lợp mái rồi, lợp mái cho khoảng sân của gia đình mình. Và bước vào trong đây thì chúng ta sẽ có một lớp cửa chính. Lớp cửa chính của căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu là gõ đỏ, kết hợp với kính cường lực 10 ly, tạo sự đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này thì hệ thống cửa của căn nhà và tủ bếp thì chúng ta sử dụng là chất liệu gỗ đỏ. Và cầu thang cũng như là tủ kệ thì chúng ta sử dụng là gỗ cầm xe. Và đây là khu vực gara xe hơi này. Thì khu vực này chúng ta sử dụng làm khu vực gara xe hơi. Thì khu vực này chúng ta khoảng chừng 6m chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và sàn có dưới khu vực gara xe hơi này là sàn gạch bóng kính 80 màu trắng. Và hai bên tường thì chúng ta được ốp gạch lên tường lên cao khoảng chừng 3m, tạo cho khu vực gara xe cũng như là khu vực phòng khách mình luôn sáng và dễ lau chùi. Và phía trên này thì chúng ta có trần thạch cao, đèn chùm chiếu sáng này, rất đẹp và đẳng cấp. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng, ba lầu. Nhà chúng ta sẽ có phòng sân đậu xe máy, phòng khách, gara xe hơi, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà chúng ta nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Thọ khoảng chừng 100m, sát bên khu vực công viên làng hoa cũng là nhà thờ và chợ Hạnh Hưng Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Và căn nhà chúng ta mình xin nhắc lại đang được rao bán với giá là 6.480.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong này. Thì ở khu vực cầu thang chúng ta để thấy có một tủ rượu này. Tủ rượu của chúng ta được làm bằng chất liệu là gỗ sồi, màu sắc rất đẹp và sang trọng, thường để trưng bày những chai rượu quý ở đây. Và bên này thì chúng ta sẽ có khu vực cầu thang của căn nhà mình. Thì khu vực cầu thang chúng ta thấy này, tay vịn cam xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương được làm rất đẹp. Và ở đây thì chúng ta có một cái cột được ốp đá này, chúng ta được cột ốp đá rất đẹp ngay khu vực cầu thang, khu vực phòng khách của gia đình mình, tạo sự đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình và cũng như là sự sang trọng cho căn nhà này nha. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong khu vực phòng bếp này. Khu phòng bếp của chúng ta là một cái phòng bếp rất rộng. Thì khu phòng bếp này chúng ta có khu vực để tủ lạnh cũng như là tủ kệ bếp của chúng ta được làm bằng chất liệu là gõ đỏ này. Đây chúng ta có gõ đỏ nha. Và hai bên tường khu vực phòng bếp thì chúng ta có quạt gió và có được ốp gạch thêm cao tới trần, tạo cho khu vực gần bếp sạch thoáng và chúng ta dễ lau chùi. Và ở đây thì chúng ta có khu vực để tủ lạnh này. Ở đây chúng ta có thể để vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau của gia đình mình, rất là rộng nha. Và phía sau thì chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời cũng như là lavabo rửa mặt và bồn cầu phòng vệ sinh sử dụng phía trong để sử dụng chung. Phòng vệ sinh của căn nhà này chúng ta sử dụng thương hiệu nội thất là Villa Senra. Và đây chúng ta có một khoảng giếng trời, khoảng trời chúng ta rất rộng và thoáng, lấy gió và lấy sáng cho toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Và đây chúng ta có một phòng vệ sinh để sử dụng chung nằm ở cuối nhà này, ngang 4m và độ dài 16m, một diện tích chuẩn để thiết kế những căn nhà phố. Và hôm nay nhà đất Thị Hùng cũng rất hân hạnh đến đây và giới thiệu đến tất cả mọi người chúng ta một căn nhà phố thiết kế theo cách biệt thự mini phố kiểu sĩ kiến trúc Pháp, kiến trúc Cityland năm 2018. Một căn nhà nằm trên trục đường thông 6m,
thuộc trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực công viên làng hoa cũng như nhà thờ và chợ Anh Hùng Tây, di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Và quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất hùng.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp, cũng là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Mình đang di chuyển lên khu vực phòng khách ở trên lửng này, thì ở đây ngay sảnh này chúng ta có một bức tranh bằng giấy lụa được đóng khung bằng đá rất đẹp ngay khu vực giữa khu vực sảnh cầu thang. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách tiếp khách chính của căn nhà mình. Thì cái phòng tiếp khách này chúng ta để ý thấy đây có cửa kính cường lực 10 ly để cách âm, và cái phòng khách này là một phòng khách khép kín, chúng ta sử dụng làm phòng karaoke cũng như là phòng sinh hoạt chung cho gia đình mình. Và đây chúng ta có những bức tranh 3D này bằng giấy lụa. Và phòng này chúng ta có gắn ống máy lạnh sẵn rồi, cũng như là có tủ rượu và có phòng vệ sinh để chúng ta sinh hoạt luôn, phòng vệ sinh trong ở khu vực phòng khách này luôn. Bên này chúng ta có tủ kệ tivi. Phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời và phòng vệ sinh của chúng ta này. Đây nha, phòng vệ sinh ở khu vực phòng khách. Ngang 4m và độ dài là 16m. Nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với khu vực công viên làng hoa. Mình sẽ di chuyển lên phía trên để tham quan khu vực phòng ngủ căn nhà này nhé. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với những ai ở phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Chúng ta sẽ đi ra khu vực đường Quang Trung, khu vực công viên làng hoa, chợ và nhà thờ rất là thuận tiện luôn. Đây là khu vực phòng ngủ phía sau này. Phòng ngủ phía sau thì chúng ta thấy nè, có cửa sổ ra tiếng trời, có phòng vệ sinh trong và có ống máy lạnh được đi sẵn. Phòng vệ sinh này, mình sẽ tiến thẳng về phòng vệ sinh luôn. Đây, chúng ta có lavabo, bồn rửa, bồn cầu và có vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi. Cửa phòng vệ sinh chúng ta sử dụng cửa nhựa lõi thép. Tất cả phòng ngủ thì rất là rộng như thế này. Chúng ta đều có tủ âm tường. Và cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng là gõ đỏ. Mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ phía trước nên nó lớn hơn phòng ngủ phía sau một chút thôi. Đây, chúng ta có màn rèm cửa và cửa ra ban công. Ngoài này chúng ta có ban công này. Ban công này chúng ta có thể tận dụng để cây xanh và trưng bày những cái chậu kiến. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có tủ âm tường và phòng vệ sinh trong. Quý hàng xem video bên kênh Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang nhà đất hùng.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất bên mình sẽ rao bán trong thời gian sắp tới nha. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất hùng.com để xem thêm những cái mẫu mã nhà bán mới đẹp nhất mà bên mình sẽ update lên đấy. Bên mình có rất nhiều những căn nhà phố đẹp sang trọng cho tất cả mọi người chọn lựa và đi xem với bên mình nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem những căn nhà phù hợp và ưng ý nhất và sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà về giá cả cũng như là giấy tờ thì pháp lý thì rõ ràng. Căn nhà này thì mình xin nhắc lại là đã có sổ hồng rồi nha, sổ hồng cầm tay rồi. Rất là thân thiện cho gia đình mình mua giao dịch trong tháng này luôn. Đây là khu vực phòng ngủ số 3 và phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh của chúng ta thì có bồn tắm đứng này, vòi tắm sông hơi, vòi tắm hoa sen và có bồn cầu, lavabo. Thì như mình đã giới thiệu từ trước thì bồn cầu lavabo ở căn nhà này thì sử dụng là thương hiệu nội thất là Vira Senra. Phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng trước khi mình di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là khu vực phòng ngủ số 4 này. Và quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay đến với bên nhà đất Thế Hùng để đi xem căn nhà này. Đây là một căn nhà phố đặc biệt nằm trên trục đường thông, diện tích là ngang 4m, dài 16m. Và giá bán đang rất là mềm, chỉ 6 tỷ 480 triệu đồng thôi. Còn thương lượng mạnh cho những quý hàng nào thiện chí. Mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Thì phía trên này chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt này. Đây là chúng ta có phòng giặt. Phòng giặt của gia đình mình, có căn nhà mình này. Và phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía sau. Hôm nay trời rất nắng nha. Đây, sân thượng phía sau chúng ta đã rào chắn rất kỹ rồi.
có cầu thang để leo lên trên luôn. Đóng. Chúng ta sử dụng cửa nhựa lối thép nhé, qua khu vực phòng thờ. Đây là khu vực phòng thờ này. Phòng thờ này khoảng 2m6 nhé, ngang 4 và độ dài là 2m6. Đây là khu vực sân thượng phía trước căn nhà mình. Khu vực sân thượng phía trước này rất rộng nha. Và giá bán căn nhà này là 6.480.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Và quý hàng quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình theo số điện thoại là 0918 178 647 nha. Rồi Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.